Cô này, em có biết hôm nay em phải đến trường không? Em có biết vì sao người này lại khác người kia không? Vì sao có người rất giàu và có người lại rất nghèo? Có người tử tế mà có người phải đi ăn cướp. Đó là vì sự hiểu biết của họ khác nhau. Cô à, muốn có sự hiểu biết đó, em phải đến trường. Lịch sử khép lại với vô số những điều